Ok, chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gà Water Park. Gà đại gia đã quay trở lại với công viên nước của mình đây các bạn ơi. Và cái việc đầu tiên các bạn cần làm là nếu yêu thích cái series này thì hãy dừng video lại khoảng 1 giây các bạn và nhấn vào nút like để ủng hộ cho mình. Và mình sẽ biết cái tín hiệu của các bạn về cái việc yêu thích cái tựa game này là bao nhiêu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi ok, hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game Water Park World các bạn. Công viên mình hiện tại vẫn 4 sao rưỡi thôi. Khá là khó hiểu nha. Mình đã đốt khá nhiều tiền vào tựa game này. Công viên mình cũng đã xây rất là rộng rồi. Tại sao chưa lên được 5 sao? Holy moly. Thôi kệ các bạn. Cái vấn đề lên 5 sao là vấn đề thời gian thôi. Hiện tại mình vẫn thấy là rất là ưng ý với lại công viên của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng công trình của mình nha. Mình sẽ xây dựng một cái khu trượt nước mới các bạn. Đây. Ở video trước các bạn thấy mình đã xây dựng được một cái tòa nhà bằng gạch như thế này và có hai công trình. Sau khi offline thì mình đã xây dựng như mình nói luôn là mình sẽ xây dựng một cái hòn núi nhân tạo các bạn bao quanh những cái làng trượt này. Chúng ta có làng trượt sắc màu nè, 5 màu các bạn nhé, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, màu đen. Với lại một cái làng trượt trôn ốc màu trắng các bạn. Cái phần bên dưới đó nè, mình đã xây một cái hòn núi nhân tạo nè. Ok nha các bạn. Cái chỗ này là cái đường lên, có hai cái đường lên. Thì mình chưa trang trí chỗ này, mình cũng chưa biết là trang trí chỗ này cái gì nữa. Nếu khi mình nghĩ ra thì mình sẽ làm các bạn nhé. Có thể là mình sẽ xây dựng một cái hầm. Là bây giờ nè, là cái chỗ này mình cũng sẽ làm một hang núi luôn. Rồi sau đó mình sẽ cho một cái đường bắc ngang qua ha. Chỗ này có một cái cầu các bạn. Hoặc là mình sẽ xây dựng tiếp cái hang núi. Là cái hang núi của mình sẽ bự từ cái chỗ mình đang đứng nè. Đi qua hết bên đây luôn các bạn. Đi qua tới bên đây luôn nè. Đi xuyên ngôi nhà này luôn. Tức là ngôi nhà gạch này á, nó sẽ đâm vô cái hòn núi. Và cái nhà chỗ này ha, cái tầng dưới cùng á, mình có thể cho nó thông từ cái cửa bên này, mở rộng qua bên này luôn. Để cho người chơi á, để cho những cái người mà tham gia công viên nước của mình, họ có thể đi xuyên qua các bạn. Chứ mắc công nếu các bạn không làm cái cửa đi qua bên kia đó, thì người chơi họ phải đi cái đường bên đây nè, nó khá là lâu các bạn ha. Hầu như cũng không có đường để đi nữa. Vì chắc chắn là tương lai mình sẽ mở rộng công viên của mình về hướng đằng sau là sẽ có những cái đường đi ha. Sẽ có những đường đi là nó sẽ thông qua được góc bên phải của cái công viên của mình. Nhưng mà làm như vậy thì nó khá là lâu và rất là tốn thời gian nhiều, rất là tốn nhiều tiền nữa. Do đó mình mở cái cửa bên đây để cho người chơi họ đi qua đây. Có thể chỗ này sẽ là một cái hang động các bạn. Một cái hang động ha. Tới chỗ này nè, đưa ra một ngã ba. Rồi sau đó mình sẽ đi ra bên đây. Và cái chỗ này ha sẽ connect, kết nối với lại khu vực nhà vệ sinh ở chỗ này. Khúc này thì không biết là tương lai mình có xây cái gì hay không. Có thể xây dựng dọc sông lười, xây dựng một số cái hồ bơi nhỏ nhỏ mini ở bên đây. Đó là chuyện của tương lai ha. Hôm nay thì mình sẽ xây dựng cái công trình 7 sập các bạn. Trò chơi này có tên là Trapdoor Slide, 60.000 tiền và 30 phút để nghiên cứu. Bây giờ thì mới 50% thôi, tức là mình phải chờ thêm 15 phút nữa. Lâu vậy ta? Ok thì không sao, trong khi chờ 15 phút thì mình sẽ tìm cái chỗ để mình cho nó xây cái bẫy sập ha. Còn cái này mình có được rồi nè bạn. Cái này cái gì? Cái này gọi là cái Slide Booster, tức là những cái độ tăng tốc ha. Thường thường là các bạn khi chơi trò trượt nước, các bạn chỉ đi theo một chiều rồi đi xuống thôi. Tại vì đi xuống là nó gặp trọng lực các bạn thì nó mới có lực hút ha. Các bạn mới có tốc độ di chuyển được. Nhưng mà khi các bạn đi lên á, thì các bạn sẽ không tăng tốc được. Thì trong tựa game này nó có thêm một cái rất là hư cấu, đó là cái slide booster này. Cho những người chơi mà họ trượt nằm hay trượt phao á, đều có thể tăng tốc để cho họ đi lên. Tạo ra những cái siêu phẩm đó các bạn, không phải giỡn đâu. Thì mình xây ở chỗ nào các bạn, mình sẽ dự định mình xây nó ở đây. Đây gọi là bẫy sập ha. Cầu thang bắt lên thiên đường nè. Các bạn thấy có giống không? Các bạn mà sống ở Đà Lạt, các bạn sẽ biết là có một cái địa điểm sống ảo á, là cầu thang bắt lên thiên đường, giống vậy nè. Ok. Cảm giác cầu thang này là vô tận. Nhưng mà thiệt ra không vô tận đâu các bạn. Vì chiều cao trong cái tựa game này có giới hạn ha. Đó, mình đã xây trước một cái cầu thang như thế này, rất là cao luôn. Mình không biết xây như vậy nó có ngu hay không. Nhưng mà thôi kệ đi các bạn. Chỗ này chúng ta sẽ cho được hai cái bẫy sập. Tốn 1.500 kim cương để nghiên cứu ngay lập tức. Và bây giờ là 57% rồi. Thôi kệ, chắc cũng sắp xong đó các bạn. Mình làm xong cái phần lít chích này thì nó sẽ xong được cái công trình ha. Ý mình nói cái ngu ở đây là sau khi chúng ta xây được cái cầu thang như vậy thì khúc dưới chúng ta sẽ làm gì? Cái vấn đề là khúc dưới chúng ta sẽ làm cái gì các bạn? Nếu mà mình chỉ xây bức tường lên thì nó khá là tốn chỗ đúng không? Nó khá là phí phạm diện tích của công viên của mình. Ok, mình đã vừa mua thành công 65.000 tiền. Mình nghĩ có thể là chúng ta sẽ xây một cái công trình nó bên hông các bạn. Nó nằm bên dưới, là cái tầng dưới ha. Cái tầng trên cùng mình sẽ xây là cái trượt sập. Thì bây giờ nó chưa có. Còn cái tầng bên dưới này nè, cái tầng lưng lưng này nè, mình sẽ xây thêm một cái công trình nào đó nho nhỏ nữa với một cái hồ bơi. Hợp lý không? Mình cũng không biết hợp lý hay không thôi. Cái này mình vừa mới nghĩ ra trong đầu các bạn. Mình cũng không tính tới chuyện là mình xây cao như vậy thì bên dưới đây mình sẽ làm gì. Còn cái khu vực ở đây thì mình chưa có mở được ha. Chưa có nghiên cứu các bạn. Tiền thì chắc không nhiều đâu mà chưa có nghiên cứu được. Tương lai thì mình sẽ mở rộng ra. Ok. Chỗ này mình cũng sẽ bắt cho nó một cái đường đi lên để xây một cái máng trượt.
Để tránh tốn diện tích đó, thì mình sẽ xây cầu thang xoắn. Các bạn có biết cầu thang xoắn không? Đó là cái này đây. Thấy không? Cái này nè các bạn. À sai sai, từ từ các bạn. Không được không được không được. Tại vì cái máng trượt của mình á, là các bạn đặt hai cái bẫy sập ngay chỗ này nè. Ngay chỗ trên đỉnh nè, hai cái bẫy sập ha, nó sẽ chừa một cái view và đi dốc xuống theo cái đường cầu thang này luôn. Cho nên nếu bạn xây cầu thang ở đây là hơi sai. Cầu thang các bạn phải xây nó ngay chỗ này nè. Không? Ok, mình nghĩ là xây như vậy nó ổn rồi các bạn. Cái bẫy sập á thì mình sẽ cho nó ăn gian chút xíu à. Do mình nghiên cứu xong cái bẫy sập này, mình sẽ có thêm bẫy tăng tốc. Mình sẽ làm một cái thợ là ngoạn mục bằng cách đó là mình sẽ cho đi xuống như vậy nè, xong cho đi lên các bạn. Vì cái quán tính mình đi xuống á, thì mình sẽ có cái lực trớn mình đi lên ha, và cho nó bay xuyên qua cái chỗ này luôn. Các bạn hiểu không? Tức là mình sẽ chia làm hai khúc, mình sẽ bay xuống cho nó bay lên và khúc giữa mình để trống. Sau đó mình sẽ cho cầu thang đi xuống một cái nữa. Đây gọi là đường trượt gọi gì ta? Bẫy sập tử thần siêu tốc. Ồ, cái tên rất hấp dẫn đúng không? Rồi chỗ này mình sẽ xây một cái máng trượt bình thường thôi, tại vì mình muốn tận dụng tất cả diện tích trong cái công viên nước của mình để xây dựng những công trình ha. Đi xuống dốc cái nữa. Ừ. Rồi, xong. Chỉ như vậy thôi các bạn. Ha. Sau đó mình sẽ pick item. Chọn này một cái nữa. Màu xanh thì phải có màu đỏ đúng không? Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Như vậy thì hơi gớm đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ cho cái trôn ốc nè. Làm cách nào để mình xây dựng cái trôn ốc vô nè, nó mới hấp dẫn nè. Ok, mình nghĩ như vậy hợp lý nè. Bộ lép, đi bộ right chứ. Bộ lép. Ai ơi, xịn. Cái này là làng trượt pha màu các bạn. Bạn nào thấy hợp lý không? Trượt từ màu đỏ, trượt từ màu xanh, chúng ta sẽ có ra màu tím và rớt xuống hồ cái tụm. Ok, đây cho cái pua thêm một block nữa. Này cho thêm cái nữa. Hai đường đi ra và mình sẽ trang trí sâu ha, trắng các kiểu đồ. Và công đoạn cuối cùng mới là mình sẽ được thanh niên trượt được không? Trời ơi, hợp lý, nó hợp lý gì đâu luôn. Ok. Thì bây giờ ý mình định nói là mình sẽ tua nhanh cái đoạn mình trang trí chỗ này ha, mình xây cột chống đỡ này, mình xây hàng rào nè để cho nó logic chút xíu. Rồi ok, các bạn thấy ha, bây giờ mình xây xong hàng rào rồi nè. Xây thêm hàng rào và cái hàng rào gỗ, cái đường hướng sẵn lên cầu thang á, và chính giữa này á, thì mình xây một cái cột đi lên. Như vậy thì nó rất là logic, hợp với lại quy tắc thông thường của chúng ta. Đó, xong, một công trình. Và mình vừa nhận thông báo là cái công trình của mình vừa xây xong luôn. Đó chính là cái này đây. Gì vậy? Inverting slide, cái này là giống như là trượt 90 độ các bạn. Xoắn một vòng như thế này ha, xong đi lên 90 độ. Cái này sẽ tốn ra là 90.000 tiền và 60 phút. Hoặc là các bạn có thể trả với số tiền là 2.250 kim cương. Chà, khá là lâu nhỉ. Tạm thời là những cái công trình về nước của mình đã ổn nữa các bạn. Mình chỉ còn hai cái thôi, hai nhánh thôi. Đó là cái này ha. Và cái bên dưới này là cái money magnet. Ô, như vậy hết rồi. Chỉ nghiên cứu cái này nữa là xong các bạn. Mình sắp phá đảo từ game này rồi. Phá đảo, cái gì vậy? Phá đảo chỉ là phá đảo về nghiên cứu công trình thôi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xây dựng công trình lớn lao nhất của mình. Cho từ đây bay tuốt xuống đằng kia các bạn thấy không? Bay xuống cái hồ mà mình có cái máng trượt sắc màu ấy. Cho từ đây mà nó trượt nó bay xuống tới cái làn trượt sắc màu bên dưới cũng như là cái máng trượt trôn ốc. Nó như này nè các bạn. Ô, bạn không thể tăng được vì chiều cao đã đạt giới hạn á. Thôi mua thêm đi các bạn. Tại vì bây giờ mình xây công trình nó như vậy rồi, không lẽ mình xóa đi đúng không? Rồi, mua thêm 10 block các bạn, tức là chiều cao của mình á. Cái cột này là một block nè. Mình tăng thêm được 10 block, tức là mình có thể chứa được cái cột máy trap door rồi. Một cái cửa nè. Bạn cần 50.000 tiền để có thể mua được cái này. What? Trời ơi, mắc vậy? 50.000 tiền luôn mấy em nội ơi. Mỗi lần các bạn mua phải sell link như vậy nè. Tôi sẽ mua 175.000 tiền. Ghê chưa? Mức giá trị là 500 Robux. Đó, mình nói gà đại gia là đâu có sai đâu các bạn. Bấm vô đây ha, trap door 50.000 tiền. Ok, mình nghĩ là mình sẽ xây như thế này trước đi. Rồi lát mình sẽ cho cầu thang cho người ta đi lên ha. Đây nè các bạn, cái này như vậy á, thì cái ống mình nó mới đi xuống được. Đó, như vậy nó ok hơn nè. Cho ống kính đi ba. Ống cỡ này vô chắc chết à. Đó, đi xuống nè. Building nè. Một cái là 840 tiền. Và chỗ này mình nghĩ là mình sẽ cho họ bay ra ngoài không gian. À thôi không cần nữa các bạn, như vậy nó hơi kỳ. Cho nửa ống thôi. Tại vì mình thấy như vậy cũng đau đụng đúng không? Hơi khác với dự tính của mình nhưng mà thôi kệ đó các bạn. Tại vì công trình phức tạp mình chỉ nghiên cứu ha. Để khi mình nghiên cứu rồi mình sẽ tính toán một cách rất là logic, rất là toán học. À như vậy được nè. Giờ đi xuống đây ha. Lượn ra đây. Lượn ra đây xong rồi sẽ bay xuyên qua bên đây. Chỗ này mình sẽ cho thêm một cái đường ống nữa. Đó. Bay từ đây qua đây ha, bay xuyên dưới luôn. Chỗ này open cái nữa. Và phải xây thêm cầu thang cho đi lên.
Đấy các bạn thấy không? Mình xây lúc nào mình phải chừa khoảng tầm 2 ô để cho người khách người ta có thể đi được. Do đó thì không bao giờ mình bị vướng chỗ hết. Mình sẽ đi lên cầu thang bắc lên thiên đường này và trượt xuống ống nước này. Chỗ này khá là nguy hiểm đó các bạn. Cảm giác mạnh nha. Bay mà bay không có tới, cái trớn không tới là đập đầu ở đây luôn. Chết liền. Are you ready? Góc nhìn thứ nhất. Ok. Hình như ổn đó các bạn. Nhưng mà kiểu như là mình bay hơi xa đó. Cái chỗ này mình là khá an toàn nè. Khá an toàn cho nên mình để cái chỗ này cái trớn nó hơi nhiều. Trượt nào. Nó bay tới đây luôn. Cái trớn nó bay rất là xa luôn á các bạn. Để cho khách test thử. Đấy các bạn thấy chưa. Wow. Nè. Nó bay xuống tới cái chỗ này luôn nè. Cái chỗ mình để màu đỏ nè. Cho nên chỗ này có nước rơi nè. Ai mà muốn tắm hay ai trời nóng quá đứng đây xối nước cũng được các bạn. Chiêm ngưỡng những con chim đang bay lượn ha. Bay view qua bên đây. Chỗ này mình muốn để hai cái ống các bạn. Hai cái ống. Rồi sau đó mình mới trang trí. Để tránh mất thời gian thì mình sẽ tua nhanh các bạn. Mình xây cái ống thứ hai nhé. Một cái màu đen, một cái màu trắng đi. Người ta gọi là âm dương các bạn. Ha, một cái màu đen, cái màu trắng. Ok, như các bạn thấy là bây giờ mình xây xong rồi nè. Cái nhánh bên trái này màu trắng thì nó sẽ khác cái nhánh màu đen chút xíu. Các bạn thấy không? Về cái đường đi nè. Khúc này thì nó giống nè, khúc đầu tiên nè. Về cái nhánh màu trắng, nhánh màu đen thì nó giống. Nhưng mà về cái đường đi thì nó sẽ khác. Đó, uốn lượn nó sẽ khác và cái quỹ đạo đi nó sẽ khác. Và chỗ này mình tăng kịch tính hơn bằng cách là mình sẽ xóa đi những đoạn này. Vì mình nghĩ nó sẽ chui qua được. Bấm vào building nè. Mở này ra nè. Cho cái stair vào ha. Stair. Bấm vào đây. Đưa đường lên. Đó. Xong. Bây giờ mình sẽ thử màu đen trước. Vô ngồi đi. Ừ. Ui. Lên nè. Ồ, vừa đủ luôn các bạn. Hay quá. 3, 2, 1. Ui ui. Không sao, không sao. Nó bay nó hơi lệch về phía tay phải các bạn. Nhưng mà vẫn rất là ổn định luôn. Thì bây giờ với công trình này nó đã xong rồi. Mình sẽ trang trí như thế nào các bạn à. Tại vì bên dưới đây là mình có một cái trượt xoắn ốc nè. Chắc là mình sẽ xây núi. Tiếp tục là xây núi thôi. Xây núi để cho nó trùm á. Cho nó trùm để cho cái nhân vật chúng ta ha chui bên trong lòng núi hay là bên trong cái bức tường hang động gì đó. Tại vì ở đây có hai nhánh lần. Một nhánh là đi bên dưới nè. Có cái đường đi bên dưới nè. Có cầu thang đi lên để trượt cái này. Mình sẽ tách biệt hoàn toàn luôn. Tách biệt cái khu dưới đây. Khu trượt máng dưới đây nè. Trượt máng hai màu á. Để cho nó không thể thấy được ở bên trên. Tức là mình sẽ bịt trần lại các kiểu ha. Vừa rồi trong video này mình đã vừa xây dựng học được một cái gọi là trượt nước các bạn, trapdoor, một cái bẫy trượt ha. Cái bẫy sập này ở ngoài thực tế là có trò chơi này nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.